gì cái 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 gì ui đây em ơi, ui ui, nó to thôi. Nó rắn. Ui, toàn hổ mang này ơi. Toàn hổ mang thôi. Nó quỳ vào mặt mũi rồi. Đưa cái. Này, con kia to chưa? Nó là có cái đầu nó này. Cái mà rắn, quay rắn lên. Đây. Ui, nó nhanh lắm. Cái túi, túi đây, túi cho. Túi em ơi. Ông kia vừa nhầm vào xong cái nó vù mắt luôn. Xuống xuống. Ui, rắn hổ mang mà nó quỳ vào mắt thì mù rồi. Thôi xong rồi. Bắt hết bọn này đi rồi, xong rồi chạy về xem ông kia đi. Cho nãy em nhìn thấy nhiều cơ mà. Ui nhê. Nãy nhìn nhiều lắm. Đúng rồi anh. Cẩn thận ông cắn em đấy. Ui nó nãy được nhiều lắm. Ui toàn rắn của mang nó còn lên đây nó. Nãy em nhìn thấy nhiều lắm mà. Ừ nhiều lắm. Ui nói kìa. Ui đây. Anh ơi. Đi chân này. Đi chân vừa đây. Đâu. Ui. Hắn có luôn. Dưới đây còn nhiều lắm. Bắt đầu. Ui thế ông kia vì sao ông kia bị mù mắt chưa? Ôi ông, ui, to như vậy. Ui, to như thế này không ạ? Ôi, này con này phải đến mấy cân? Ui, kinh quá. Ôi, đừng, toàn nó quay ra nó đập hết. Nó đập đầu kia, nó cắn đây. Đây. Cứ để nó nằm đấy. Càng dọa nó càng đập. Con nào nữa, nhanh thôi, con nào nữa. Ồ, thế này. Đâu? Đấy, chưa thấy chưa? Lấy điện thoại nào. Ê, dọa đây. Tôi đem mượn cái điện thoại em coi. Ý, nhìn kìa. Mẹ ơi, một túi luôn. Đưa lên bắt em đi chưa? Ồ, rắn luôn, đúng chưa? Ồ, nhiều cái nhiều. Ồ, nó nhúc con này, kìa mẹ ơi, chút trong này phải đến chục con nữa. Chục con nữa? Ừ. Đấy, nó chui nó không nó nằm mãi trong này, nó lùng bùng thế. Thấy chưa? Ôi, mẹ ơi, nó lùng bùng thế. Nào, bây giờ mày ra. Kéo, nó tối lắm. Mà trong này nó toàn đúng cái từng đá này, không có còn rắn nữa cơ. Bắt rồi. Quá. Nó ra. Giữ cái cây ra em ơi. Úi giời ơi, anh em một túi này. Một túi bên trên nhá. Úi giời ơi anh ạ. Cái đá nhá. Giờ sao rồi? Tối nó hay chỉ ra lắm. Giờ nó chú hết xuống đất đá đấy. Úi ở đây này. Kìa, úi nó góc đầu kìa. Nó hết ở dưới cái bạt này này. Bạt hết ra rồi. Đây. Chưa. Đây. Chưa. Xong chưa kìa. Bạn nhiều chưa? Nhiều chưa đây? Trong này mới nhiều đây này. Ui, ôi. Ôi, một con, cho nó đây. Đấy này, là mấy con nó gì đâu, vô bắt luôn à. Con này đang nổ. Cần đang to đây. Mắt nó chụp nóng. Ui, quá nhiều, tại nó to. Nóng chứ bên gì mắt. Đấy, này, này, cẩn thận, là như ông kia là chết. Này, cái đời đất đá. Ôi nhiều lắm. Dạ mà bộ còn thứ này, túi này đừng còn đừng đi. Cầm túi ra đây. Được. Có cần lấy cây đập khởi đá không? Có. Hết đá rồi. Trong đấy nó tối mẹ à, cẩn thận nó cắn. Khởi đá đây. Rồi. Nằm gì ở trong này anh? Sao ở trong này? Ôi trời ơi. Ui trời ơi. Ai? Ui nó nằm nguyên này. Ui nhiều thế. Ui bể đã luôn gì nữa. Này muốn bể luôn rồi. Ui ôi. Nhiều. Đấy con chục con. Ôi rồi mấy chục con luôn. Đấy chứ để thằng chục con kia nó sợ tái mặt gì nữa. Tái mặt luôn gì nữa. Nhiều. Quá nhiều luôn này. Không chứ thỏ mặt nữa nó phun luôn đâu. Ui dồi ôi. Này phải bắt. Ui ui. Bên này nhiều này. Bên này núp chút mơ. Ui nhìn cái đầu con này. Nó quấn lên này. Bên này. Kinh nhiều nhỉ? Quá kinh nhiều. Anh lên cầm cái xô kéo em ơi. Anh cầm túi được túi ơi. Toàn con to này. Bắt hết rồi. Ui đấy. Ui con này nó
Sắp khuya chưa này? Ui giời. Ui giời. Này, các bạn thấy chưa? Con này đẹp chưa này? Ui giời, quá kinh luôn nhá. Mang ngã chưa? Con này hôm trước cắn ở khu vực nhà hoa, có một ông bị cắn nhập viện 3 ngày chưa tỉnh đấy. Ui con này mới đây to này. Ui nó to. Con này phải đến cân đấy. 2 cân đấy. 2 cân rồi. 2 cân con. Nó dài lắm mà. Dài to thế mà. Nè. Nó còn nhiều lắm kìa. Bên này nó nằm này. Nó còn hết bên này nhá. Nó còn hết bên này này, mới góc bên này này. Đúng chưa? Ở trong tối thì nó nằm yên trong đấy mà. Ra ngoài đây chạy kinh nhắc. Bên này. Em kêu em cầm hết cho nó sân kia. Em quay động lên. Này nắp gọi nhanh lắm. Nhanh nhanh. Anh nguyên rồi đấy chứ. Cầm nó mấy đuôi rồi, cầm nối luôn. Được. Một người tự sân ra đây. Đưa cầm nối, đưa cầm nối. Này cầm. Anh chung chữ đó. Được. Ô, to. Dưới đuôi này. Ui, con này to, con này to này. Ui dồi, con này to thế. Đây. Hai con nhất. Ngon nữa. Hai đây. Hai ba con nữa gì đấy. Cái này tổ này nhiều thế nhỉ. Ổ luôn đấy. Ui giời ơi. Chui vào đây cầm thử luôn. Được chưa? Cầm nghe đây nhá. Đưa bắt tay xuống. Bên đây bên xuống nữa, cầm 2 đuôi. Đây cầm 2 đuôi mà. Cầm người cao nữa, cao hơn tay em này. Được. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Có con nào? Còn nhiều. Kinh nhỉ. Ui. Này. Còn núp trong kia kìa. À. Kinh khủng nhỉ. Ui giời ơi bạn này. Ui cái con kia nó to đi. Cho ra nó ngoài sân em ơi. Ê cho cái kéo mạnh, kéo mạnh ra đây. Ui giời. Ui bạn này. À thấy chưa? Ui nhìn này. Con này phải đến 5 cân nhỉ. Ui. Con tròn luôn. Con to cái khủng nhỉ. Này con đấy kìa. Con đấy như con chó ấy nào. Nhìn trông to như thế này cơ mà. Này. Ui giời quặn luôn này. Ui giời cái con này to. Ui. Dài bằng người mình luôn. Bằng người em luôn, đi đùa nó ấy giờ mọi nhá. Bọn thường nó quấn đẻ nó thường nó quặn như này. Nó quặn đẻ nó kiểu như hay như này nó quặn nhau. Thả nó cho từng con một em ơi. Xong mình sẽ về tìm nốt xem con nào. Con này nhìn thấy cái con đấy. Con đấy to nhỉ. Dã man thật. Ui nó to phải gấp đôi kia. Bình thường luôn. Quá kinh khủng luôn đấy. Ôi cẩn thận. Con bụng con này to này, con này sắp đẻ ra này, bụng to lắm. Kìa con kia to nhất kìa, con kia mới còn được con gái to kinh thật đấy. Ú ổ luôn. Con này nâu nam lắm rồi, ui để con này cắn nhau này. Quá kinh nhá. Từ nãy giờ hơi như mười mấy con rồi đấy. Hơn chục con, phải đến gần 20 con rồi. Ui ổ đây này, kinh. Ổ luôn. Ui sổ anh nhìn con này này. Mình đuối ngồi nhìn con này này. Cái khoang của nó nhá. Con này khoang của nó này nó cực độc luôn đấy. Khoang như này nó quá kinh luôn nhá. Mà con này sao cứ có đốc này. Mà con này đẹp rồi chưa đây. Kinh luôn này nhắm con rồi. Nhanh nhanh đưa ông về đi em ơi. Người công một con ông về đi. Đây. Cái khoang 2 con. Cũng được, cũng được, con về nhá. Ông này vất để đấy, cầm cho con ông kia đi. Cái ông về đi. Chị Hoàng đỡ ông này. Ô rắn cắn người nhá. Thì tức là nó vừa cho đầu vào mắt thì vào mà lọc vào đầu luôn đúng không? Chị đỡ chỗ này lên cho em ạ. Này. Này phải đến 30 cân rồi. À, cân rồi. Cóng ông đi nhanh. Nhanh cóng về nha em ơi. Nhanh còn kịp. Nhanh cái bắt ông. Nhanh em đi em ơi. Nhanh em đi thôi. Đấy em ơi, biết ta dừng video tay mọi người thay đăng ký kênh ngay xẻo cho anh em mình nhá. Giờ mình sẽ đưa mày về đi về đã nhá.